Jingle bell, chinh cái đầu con heo. Merry Christmas, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Baby. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vào cái ngôi nhà tuyết này. Và xin chúc mừng hai bạn đã may mắn trong cái sự kiện mini game của mình. Đó là bạn Hậu Võ Văn và bạn Fendi. Và cái món quà của hai bạn đó chính là gói đá quý và tiền sao mỗi ngày. Và cái phần thưởng gồm 30 viên đá quý, 2500 tiền sao. Và còn tặng kèm 5 viên đá quý nữa. Và các bạn nào mà chơi mini game chưa trúng thì hãy mau mau comment cái tên nhân vật, ID nhân vật và chọn cái gói mà các bạn mong muốn. Đó, và trong cái video sau mình sẽ là tiếp tục phát quà cho các bạn nha. Và các bạn xem video thì nhớ ấn like, ấn share, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình đạt 13k sub nha mọi người. Rồi, kênh của mình sắp đạt 13k sub rồi các bạn. Và trên fanpage của Play Together Video Game đang có một cái sự kiện rất là hot luôn. Đó chính là cái sự kiện thiết kế trang phục Tết. Và cái thời gian tham gia đó chính là ngày 2 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12. Và cái phần thưởng cực kỳ xịn luôn, đó chính là giải nhất là 1 triệu rưỡi nè. Đấy, tiền mặt nha các bạn. Và giải nhì là 1 triệu nè, đó, giải ba là 500k. Hai giải khuyến khích thì sẽ được là gấu bông cá heo hồng Play Together. Rồi ok, đây là những tác phẩm của các bạn đã tham gia. Và bạn đầu tiên đó chính là bạn Sammy691. Và cái tên trang phục đó chính là hoodie đỏ tài lộc. Đấy, cái set này gồm 3 món nha. Một cái hoodie này, một cái giày đỏ tài lộc, và kèm với đó cái thỏi vàng may mắn. U là trời rồi, cái bộ đồ này quá đẹp luôn các bạn ơi. Quá xuất sắc luôn nha mọi người. Và các bạn nào mà muốn tham gia thì các bạn hãy lên trên fanpage của Play Together Video Game. Đó, hoặc các bạn nếu mà ủng hộ những bạn này thì các bạn hãy lên trên diễn đàn Play Together Video Game. Đấy, các bạn sẽ là vote và thẻ tim cho những bạn này nha. Ok. Và cái link chi tiết tham gia thì mình sẽ để dưới phần mô tả cái video này. Tiếp theo là set nam nữ của bạn Hana. Đó, cái tên là Yếm Đã Xuân. Rất là đẹp luôn nha các bạn. Tiếp theo là set trang phục cô gái kỳ lân của bạn May nè. Đó, và cái set gồm là 4 món nha các bạn. Đó, cái đầm nè, đấy, cái mũ kỳ lân nè, một cái túi sách hình chú thỏ. Đó, và một cái đôi giày. U là trời rồi, rất là ấn tượng nha các bạn ơi. Tiếp theo của bạn Ni nè thứ hai. U là trời rồi, cái set này gồm là cái áo dài hoa nè, đấy, một cái băng đô vải nè, một cái quạt cầm tay. Và cuối cùng cái gương mặt phúc hậu. U là trời, mình thấy cái gương mặt phúc hậu này mình thấy hơi sợ sợ các bạn ơi. Nói chung là mình thấy mấy cái bộ nào đẹp đẹp thì mình đăng lên cho các bạn xem thôi. Đó, và các bạn thấy cái bộ nào đẹp thì hãy comment phía bên dưới cho mình biết nha. U là trời rồi, cái bộ đánh bài của bạn Eli. Đó, trên cái áo thì có hai cái con bài mọi người ơi. U là trời. Tiếp theo là bộ trang phục thần tài gõ cửa của bạn Lợi Cute nè. Đó, có hai món, cái chính là cái mũ thần tài và cái bộ đồ thần tài. U là trời, rất là đẹp luôn. Tiếp theo là bộ áo dài cách tân của bạn Hin. Đó, rất là đẹp luôn, mang phong cách hơi hướng của Việt Nam nha mọi người. Rồi, và bộ cuối cùng là của bạn Remy Evan. Rồi, cái chủ đề là màu vàng. Đó, cái set gồm 3 món ấy, một cái áo dài đỏ, cái in hình bông hoa nè, một cái giày vàng và một cái băng đô màu vàng nữa. Rồi ok, và đến cái chủ đề chính của ngày hôm nay thì mình sẽ là hướng dẫn các bạn cách vào cái ngôi nhà tuyết này. Đó, rất là đơn giản luôn. Đầu tiên là các bạn sẽ biến nhỏ cái nhân vật của mình nha, đấy, thành nhỏ nhất nha mọi người. Tại là nếu các bạn để nhân vật to thì nó sẽ không vừa với cái nhà tuyết này, nên là các bạn phải chọn cái nhân vật nhỏ. Sau đó thì đứng trên cái nhà tuyết này và mời một người bạn vào nhóm chơi. Ví dụ đây là một người bạn của mình đã mời mình vào nhóm chơi nè. Đó, thì ngay lập tức thì mình sẽ vào cái ngôi nhà tuyết này. Đấy, các bạn ấn lập tức là hủy cái trò chơi nha. Sau đó thì các bạn mời ngược lại cái người đứng ở phía trên. Đó, thì các bạn ở phía trên thì nó sẽ là lập tức vào cái ngôi nhà tuyết này luôn. Đấy, sau đó thì các bạn ấn hủy trò chơi thì sẽ ok nha mọi người. Đó, rất đơn giản đúng không mọi người. Bây giờ thì các bạn có thể là vào cái ngôi nhà tuyết này rồi và chụp hình selfie, là đăng ảnh nha các bạn. Và có nhiều bạn hỏi mình cái thời gian để làm cái nhiệm vụ sự kiện nạp năng lượng. Đây, đó chính là cái chú tái chế này. Và cái thời gian để làm nhiệm vụ này chính là 4 giờ sáng nha mọi người. 4 giờ sáng trong game nha các bạn. Đó, chứ không phải 4 giờ sáng ngồi đời đâu nha. Ông nào nghe không kỹ tưởng tôi chỉ 4 giờ sáng ngồi đời thức dậy thì mất công ráng chịu nha. U là trời rồi, tôi không biết đâu á. Ok, nhớ là 4 giờ sáng trong game nha mọi người. Và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ thì sẽ đi nhặt rác đó các bạn. À, giúp ông chú quét rác và lượm mấy cái rác này nha mọi người. Lượm 8 cái, ok. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm hết tất cả cái nhiệm vụ của ngày thứ tư nha mọi người. Đó, để mình nhận cái phần thưởng. Không biết là hôm nay có đủ năng lượng để mình mở cái hộp thứ ba hay không nha các bạn. Ok, rồi đã xong nhiệm vụ. Đó, bây giờ mình coi mình thiếu cái nhiệm vụ nào mình làm tiếp nha các bạn. Rồi, không biết hôm nay có đủ hay không đây. Đó, ghé thăm trung tâm mua sắm nè, bắt côn trùng nè, giải quyết các nhu cầu 5 lần nè, và ghé thăm tiệc người chơi 20 lần. Ê, mình còn thiếu là ra lệnh cho thú cưng. Ok, bây giờ thì mình sẽ lấy một con thú cưng bất kỳ. Đó, mình lấy ra nha, và mình sẽ ra lệnh cho nó nha mọi người.
Rồi ok, đó, đến đây đi các bạn ơi. Rồi xong, ủa sao không có ta? Từ 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 các bạn ơi, để mình xem lại nha. Ủa sao mình ra lệnh rồi các bạn? Làm 3 lần nha các bạn. Trời ơi, tôi tưởng là một lần, hóa là 3 lần nha. Ok rồi, như vậy là xong nha các bạn. Đó, nó có hiện cái thông báo kìa. Rồi, và cái nhiệm vụ tiếp theo đó chính là ăn thử món kem vani siêu ngon. Rồi, là cái nhiệm vụ cuối cùng của ngày thứ tư. Và tiếp theo thì mình sẽ qua chỗ chị Kim để mình mua cây kem vani nha. Đó, với các bạn mua kem ở đây. Ok, và chọn cái món kem vani. Đó, 15 tiền sao này các bạn ơi, quá rẻ luôn. Mua 100 cây ăn cũng được nha mọi người. Và tí nữa thì mình sẽ là đề con một cái ngôi nhà đám cưới nha các bạn ơi. Rồi hôm nay thì mình sẽ là trang trí tiệc đám cưới ở nhà mình luôn. Đã tại trong shop công khí gói rất là đặc biệt luôn. Ok, tí nữa mình sẽ nói sau. Đó, bây giờ thì mình sẽ nhận nhiệm vụ nè các bạn. Đấy, hoàn thành xong ngày thứ tư rồi mọi người. Rồi, hình như là chưa đủ các bạn ơi. Hình như là mình chưa đủ điểm hay sao á. Đó, nó chưa cái mở cái hộp thứ ba nha các bạn. Rồi ok, và mình nhận cái quà đăng nhập ngày hôm nay. Đó, một cái vé quay coupon nha các bạn. Rồi, và phần thưởng ngày thứ năm đó chính là một cái micro cầm tay. Đó, ngày thứ sáu là 30 viên đá quý. Và ngày thứ bảy là một cái băng đô nạp pin đầy. Rồi, và ngày mai thì chúng ta sẽ là cập nhật cái sự kiện đào rừng kho báu mới. Đó, cái bộ đồ quả bơ nha các bạn. Và cái set là gồm 3 món như mình nói hôm qua rồi. Đấy, một cái đàn nè, một đôi giày nè, và một cái bộ đồ hình quả bơ. Mà chỉ quả bơ một nửa thôi nha các bạn ơi. Thì ngày hôm qua mình đã xuống xét cái bộ đồ này rồi. Đó, bộ đồ mắc nhất trong game 379k. U là trời rồi, mình đã phải xích phá sản rồi các bạn ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ là quyết định mua thêm một bộ nữa. Đó chính là cái bộ sảnh cưới cổ điển này. Cái giá là 179k. Và mình thấy một điều rất là đặc biệt luôn. Đó chính là cái gói này do hai gói trước ghép lại nha các bạn. Đó, một gói đó chính là gói đám cưới. Và một cái gói đó chính là cái gói cổ điển gì đó, Hy Lạp đó mọi người. Đấy, các ai còn nhớ không? Giá mình nhớ là không làm là 140 mấy ke các bạn. Đó, còn cái gói đám cưới là như là gần 400k, 500k nha các bạn ơi. Mà ngày hôm nay thì nó sẽ là bán lại hai cái gói đó mà gộp lại chung là một luôn. Ui là trời. Thì ngày hôm nay mình sẽ là làm một cái sự kiện rất là đặc biệt luôn. Đó chính là mình sẽ là tổ chức đám cưới nha mọi người. Rồi, nếu mình tổ chức đám cưới thì các bạn có đi dự đám cưới của mình hay không? Đó, thì hãy comment phía bên dưới nha. Mình sẽ là mời tất cả các bạn ở đây. Đó, thêm dự cái siêu đám cưới của mình. U là trời rồi. Đó, mình đang tưởng tượng như các bạn ơi, chứ là mình chưa có tổ chức đâu. Nhưng là bây giờ mình sẽ là về đề co cái ngôi nhà hình đám cưới trước nha mọi người. Đó, để xem nó như thế nào. Và cũng đã lâu rồi mình cũng chưa ra cái video clip đề co nhà nữa. Thì ngày hôm nay các bạn xem cái tài năng của mình. Đó, mình sẽ là chỗ tài cho các bạn xem nha. Và các bạn nhớ ăn like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh của mình đạt 15k xem xét nha mọi người. Rồi, và mình đã mở cái nội thất đám cưới xong. Bây giờ công việc tiếp theo của mình sẽ là mình sẽ là mua một cái căn nhà này các bạn ơi. Tốn tiền mua nội thất rồi, bây giờ sẽ tốn tiền mua nhà nữa mọi người ơi. U là trời ơi, tôi đâu thẳng quá các bạn ơi. Và cái căn nhà mình quyết định mua, mình sẽ là mua cái nhà nào ta? Mình sẽ mua cái ngôi nhà mang thuật này đi. Tại là mình thấy có mấy bạn đã co cái ngôi nhà này rất là đẹp luôn. Đấy, mình thấy có vẻ là hợp với cái chủ đề đám cưới. Đấy, nên mình sẽ quyết định là mua cái căn nhà này 173 viên đá quý mọi người ơi. U là trời rồi, tôi xót quá, u là trời rồi, cứu tôi đi. Rồi, con các bạn ơi. Rồi, sao một cái ngôi nhà thành mê thuật nha các bạn. Wow, được cái gì đây? Rồi, một cái viên gạch đỏ. Đó, một cái thảm. Ok, như vậy là mình đã chuẩn bị xong. Bây giờ thì mình sẽ vào nhà và thiết kế nha mọi người. Ok, rồi, mình đã vào trong cái căn nhà mê thuật rồi các bạn ơi. Và bây giờ thì mình không biết là cách thiết kế như thế nào cho nó hợp lý lắm mọi người ơi. Đó, rất là khó khăn luôn nha. Tại là lần đầu mình đều có cái chủ đề đám cưới này. Đấy, cũng chưa biết bắt đầu từ đâu nữa các bạn. Nên mình sẽ là làm đại nha mọi người. Đó, để xem thử như thế nào. Đấy, để hôm sau thì mình sẽ là sắp xếp lại cho nó hợp lý tí xíu. Ok. Và có vẻ như là cái nền của cái căn nhà này không hợp cho lắm các bạn ơi. Mình sẽ chọn một cái nền nhà trước đi. Đấy, đầu tiên là mình sẽ là chọn cái nền nhà cho nó đẹp đẹp tí xíu các bạn. Đó, ok, chắc là chọn thảm cỏ quá mọi người ơi. Đấy, có vẻ là nó hợp hơn các bạn. Nó nhìn nó bắt mắt nè. Rồi, tiếp theo mình sẽ chọn cái tường nhà. Đấy, mình sẽ chọn như chọn cái này đi. Đấy, hoa rơi các bạn. Ồ, cho nó sống động nha mọi người ơi. Đám cưới phải có hoa. Ok, bây giờ thì mình sẽ là sắp xếp cái món đồ nội thất mình vừa mua. Đó, để mình trang trí nha. Và bây giờ thì mình sẽ là tua nhanh cái quá trình mình decor nha các bạn. Đó, tại là mình decor hơi lâu tí xíu á.
A few moments later. Rồi ok, như vậy là mình đã xong cái đẹp đám cưới rồi các bạn ơi. Đó, lung linh chưa mọi người? Ú ò nha các bạn. Đó, mình mua thêm là 4 cái ghế này các bạn. Và ngay sau đây mình sẽ là review cái rẹp đám cưới của mình cho các bạn xem nha. Đó, cái lễ đường nha mọi người ơi. Ok, để mình cắt bếp vô nè. Tôi vừa gắn thêm hai cái cây bông đào vô cho nó đẹp nha các bạn ơi. Đó, đám cưới mà thiếu cây cỏ thấy nó xéo xéo mọi người. Rồi, gắn thêm cái cây vô cho nó lung linh nè. Ok, đấy, rồi tuyệt vời các bạn ơi. Đó, sau đây thì cái hôm lễ của chúng tôi sẽ được bắt đầu. U là trời rồi, mình mong tới ngày đó các bạn ơi. Rồi, như là không có cái gì để trang trí nữa mọi người. Đó, để mình kiếm mấy cái đồ mà nó hợp tí xíu để trang trí nhưng mà không có nha các bạn. Rồi và tạm thời như vậy đi. Đó, ok luôn. Đấy, đẹp chưa các bạn ơi. Đó, nói chung là làm đơn giản thôi nha mọi người. Đấy, làm nhiều quá nó kêu ố về các bạn. Và đây là cái bục cho cái người chủ trì hôn lễ nha các bạn ơi. Đó, người chủ trì hôn lễ sẽ đứng đây. Và mình có thiết kế một cái đèn này nữa. Đó, lung linh chưa các bạn. Và hai bên thì có gắn hai cái bong bóng nè. Đó, và hai cái tượng nữ thần tự do các bạn ơi. Cầm cái đuốc. Đấy, mình sẽ là mở đuốc cho các bạn xem. Đấy, rồi, lửa lên là các bạn ơi. Rồi, quẩy thôi. U là trời rồi. Nãy giờ để coi đói bụng luôn các bạn ơi. Đó, ai mà chưa đói bụng thì hãy mau mau để coi nhà đi đi nha. Đó, để nó mau mau đói bụng mình làm cái nhiệm vụ các bạn. Và đây là các ghế đó dành cho các khách khứa nha mọi người. Chỗ này là nhà cho cô dâu và chú rể để ngồi nha. Đó các bạn ơi, sau khi đám cưới thì chờ chúng ta sẽ được động phòng nha mọi người. U là trời rồi, ok. Đó, nói chung là như vậy thôi. Thì trong cái video sau mình sẽ là đề con nó kỹ hơn tí xíu. Đấy, còn cái chỗ này dành cho các khách mời. Đó, bạn bè đồ tới chơi. Đó, đây là cái thác nước các bạn ơi. Phun nước nè mọi người. Quá là đẹp luôn. Vậy như vậy là cái video clip của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye. Mãi yêu. Ta-da!